Cristiano Ronaldo Jr. ép một chân mạnh ngôi sao của Gen Z. Cristiano Ronaldo từng thoát khỏi cái bóng của Ronaldo và với những gì đang thể hiện, Cristiano Ronaldo Jr. hứa hẹn một ngày sẽ thoát khỏi cái bóng của cha mình. Di chuyển trong bóng đá, một khái niệm mơ hồ. Hơn 100 năm hình thành và phát triển, bóng đá tích tụ gần như trọn vẹn mọi giá trị nội hàm của thế giới văn minh. Bóng đá không chỉ là thể thao đỉnh cao với sự ganh đua của các vận động viên hàng đầu. Bóng đá là chiến thuật, là đấu pháp. Bóng đá là một ngành kinh tế trị giá hàng tỷ đô. Bóng đá là một xã hội thu nhỏ. Thậm chí bóng đá còn được ví với tôn giáo. Danh xưng túc cầu giáo từ đó mà có. Duy chỉ có một khái niệm vẫn còn mơ hồ trong thế giới bóng đá, đó là di chuyển. Nếu như văn học, âm nhạc, hội họa, kiến trúc hay hầu hết các mặt của đời sống xã hội, di truyền hay nền tảng gia đình đóng vai trò hết sức quan trọng để thành công, thì trong bóng đá, việc có một ông bố là cầu thủ không đảm bảo cho bạn sự thành công. Thậm chí, con của các ngôi sao bóng đá còn thất bại thảm hại. Sau càng bự, huyền thoại càng vĩ đại, đến đời F1 thì mặt mũi lại sủi tăm. Trường hợp của Edinho, con trai của vua bóng đá Pele, người có một sự nghiệp thủ môn nhạt nhòa và được biết đến nhiều qua việc buôn ma túy rồi bị đi tù. Con trai của thánh Johan Cruyff, Jordi Cruyff, tuy là cựu cầu thủ của Barcelona và Manchester United nhưng lại thành công hơn trong sự nghiệp bình luận viên thay vì thi đấu. Có lẽ ngài cố vấn chuyên môn của Barca đồng thời là cây bút nổi tiếng trên các tờ báo Tây Ban Nha chỉ được thừa hưởng tài ăn nói của ông bố. Người nói nhiều đến mức các đồng đội thường nửa đùa nửa thật rằng chỉ muốn nhét bông tai mỗi khi thi đấu cho đội nhức óc. Con của Di Stefano, Diego Maradona, Michel Platini, Franz Beckenbauer, vân vân. Không ai nhắc đến hoặc nhắc đến rất ít vì không đá bóng hoặc là đá bóng tệ như con của Pele. Ngược lại, trường hợp tự hào vỗ ngực nhà tôi đây ba đời đá bóng xuyên suốt lịch sử chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là nhà Maldini, nhà Veyron, Forlan, Alonso. Số trường hợp cha và con cùng thành công trên sân cỏ cũng rất hiếm hoi. Gen Z, thế hệ định nghĩa khái niệm di truyền trong bóng đá. Tuy nhiên, quan niệm con cái của ngôi sao bóng đá luôn thất bại thảm hại khi nối nghiệp cha đang dần trở nên lỗi thời, thậm chí là sai lầm. Bóng đá đương đại đang xuất hiện xu hướng đời F1 sinh những năm cuối thập niên 1990, đầu 2000, con của các cầu thủ bóng đá, tạm gọi là Gen Z hay thế hệ Z và đang khẳng định tài năng trên sân cỏ. Euro 2020, giải đấu lớn nhất của châu Âu là minh chứng hùng hồn. Marcus Thuram, con trai của Lilian Thuram, nhà vô địch World Cup 98 và Euro 2000, khoác áo đội tuyển Pháp. Jordan Larsen, con của chân sút huyền thoại Henrik Larsen, khoác áo đội tuyển Thụy Điển. Kasper Schmeichel thì quá nổi tiếng. Thủ thành từng vô địch Premier League cùng Leicester từ lâu đã thay cha là thủ thành vĩ đại Peter Schmeichel chấn giữ khung thành của Đan Mạch. Và Federico Chiesa còn xuất sắc hơn cha của mình là Enrico Chiesa khi góp công lớn giúp đội tuyển Italia đăng quang. Đây mới chỉ là 4 trong số rất nhiều trường hợp của Gen Z là F1 của các cầu thủ bóng đá đang tung hoành trên sân cỏ. Ngoài ra không thể không kể đến Erling Haaland, trung phong sáng giá nhất của bóng đá thế giới đương đại, con trai của Alf Inge Haaland, cựu cầu thủ Man City và Leeds, người từng bị Roy Keane đạp gãy chân. Chưa dừng lại ở đó, con của các ngôi sao bóng đá đương đại cũng sớm được đưa vào các lò đào tạo danh tiếng, thường sẽ là nơi ông bố thi đấu để rèn luyện ngay từ lúc mới 7-8 tuổi và hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong một tương lai không xa. Đó là con của Messi, con của Rooney, con của Marcelo, con của Matic, vân vân. Và đáng kể nhất trong thế hệ F1 đầy hứa hẹn này là Cristiano Ronaldo Jr., con trai cả của Cristiano Ronaldo. Ronaldo con tài năng hơn Ronaldo cha. Ronaldo Jr. là một tài năng trẻ đáng chú ý của thế giới bóng đá. Cậu lần lượt trải qua 3 học viện đào tạo hàng đầu là Real Madrid, Juventus và hiện tại là Manchester United theo đúng bước chân sự nghiệp của cha. Quan trọng hơn, Ronaldo Jr. đang cho thấy phẩm chất lẫn những màn trình diễn siêu việt. Ngày ra mắt đội U9 của Juve, Ronaldo Jr. lập một cú poker. Sau 28 lần ra sân, cậu ghi 58 bàn và thực hiện 18 pha kiến tạo. Về mặt thể chất, ở tuổi 11, Ronaldo Jr. đã cao tới 1m65 và theo tính toán của các chuyên gia dinh dưỡng, cậu bé có thể cao hơn 1m90 khi đến tuổi trưởng thành. Ngoài ra, dưới sự rèn giũa của ông bố nổi tiếng kỷ luật, Ronaldo Jr. rèn luyện thể lực và kỹ năng chơi bóng ngay từ khi mới 5-6 tuổi. Bởi vậy, cậu bé sớm sở hữu thể hình 6 múi và kỹ thuật cá nhân điều luyện. Thằng nhóc có sức mạnh, sự nhanh nhẹn, sở hữu kỹ thuật cơ bản và những cú sút chất lượng. Chính Ronaldo từng nói về cậu con trai. Cuối cùng, Cristiano Ronaldo Jr. thật sự đam mê trái bóng tròn và sở hữu ý chí chiến thắng mãnh liệt như bố. Nó thích sự ganh đua và rất ghét thất bại, vẫn là CR7 miêu tả về cậu cả. Trong khi đó, tình yêu bóng đá của Ronaldo Jr. không chỉ thể hiện qua việc cậu say mê chơi bóng mà còn là từ ánh mắt của cậu nhìn Messi, kình địch của bố mình trong lễ trao giải quả bóng vàng. Vâng, con Ronaldo thần tượng Messi, nghe thì có vẻ nghịch lý nếu bạn là kẻ chất chứa lòng hận thù. Việc đó thật đẹp đẽ và nên thơ. Ronaldo và Messi là đối thủ trên sân chứ không phải là kẻ thù.
họ cùng nhau ganh đua để đạt tới đỉnh chót vinh quang và chưa bao giờ phủ nhận sự tôn trọng lẫn nhau. Đó mới là nét đẹp của thể thao và thật may mắn cho những ai được tận hưởng trọn vẹn tinh hoa của hai siêu sao này thể hiện suốt hơn 10 năm qua trên sân cỏ. Trở lại với Ronaldo Jr. Trong một lần trả lời phỏng vấn mới đây, bà Dolores, mẹ của Ronaldo, bà nội của Ronaldo Jr. khiến dư luận một phen xôn xao khi nhận định cháu nội của bà tài năng hơn con trai khi ở cùng độ tuổi. Có thể sẽ có người võ đoán bà Dolores nhận xét cảm tính theo truyền thống, con là vàng nhưng cháu là kim cương. Nhưng kỳ thực, đây là nhận xét có cơ sở, bởi lẽ như chính bà Dolores giải thích, Cristiano Ronaldo Jr. có Ronaldo dìu dắt, còn Ronaldo thì không. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh thêm rằng siêu sao người Bồ Đào Nha dìu dắt chứ không ép buộc hay là nâng đỡ con trai. Thằng bé thể hiện những tố chất khá đặc biệt, tuy nhiên ở lứa tuổi 8 đến 15 thì chưa nói trước được điều gì. Có rất nhiều điều sẽ thay đổi trong những năm trước mắt, CR7 cho biết. Tôi không muốn ép buộc con mình bất kỳ điều gì, kể cả chơi bóng. Nếu con tôi đủ khả năng chơi bóng chuyên nghiệp, Cristiano Ronaldo sẽ phải nỗ lực rất nhiều và tự đưa ra quyết định khi đến thời điểm phù hợp. Khuyến khích, tôn trọng và hà khắc, đó là cách mà Ronaldo đang định hướng con trai tiếp nối anh trở thành một ngôi sao sáng chói trên bầu trời bóng đá. Và ngược lại, như đã đề cập, Ronaldo Jr. đang cho thấy cậu sở hữu mọi phẩm chất để trở thành ngôi sao. Đó là thể chất, là kỹ năng và đặc biệt là ý chí chiến thắng. Như chính Ronaldo đã khẳng định, thằng bé rất giống tôi, nó có ý chí mạnh liệt, nó yêu môn thể thao này và không bao giờ chấp nhận thất bại. Ronaldo, Rooney 2.0 và CR7 là huấn luyện viên. Sự săn sóc của Ronaldo dành cho cậu con trai không chỉ dừng lại ở mức hướng dẫn như một ông bố. Theo The Sun, Ronaldo dự định kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình tại MU và sau đó chuyển sang vai trò huấn luyện viên để có thể giúp anh giám sát sự tiến bộ của Ronaldo Jr. Mong muốn này xuất phát từ việc cậu con trai Ronaldo Jr. ngày càng cho thấy tiềm năng trở thành một ngôi sao bóng đá tương tự như Erling Haaland. Điều thú vị hơn nữa, tại đội trẻ MU, Ronaldo Jr. nhiều khả năng sẽ là đồng đội của Kai Rooney, con trai của Rooney ở đội U12 Manchester United. Khó để so sánh tài năng trình độ ở độ tuổi này, nhưng cậu bé Kai cũng sớm cho thấy phẩm chất ngôi sao tương lai khi từng lập hat-trick trong trận ra mắt đội trẻ MU vào năm ngoái. Đừng quên, trong quá khứ, Ronaldo và Rooney từng là hai cầu thủ thi đấu rất ăn ý trong màu áo quỷ đỏ và trở thành nỗi ám ảnh của mọi hàng phòng ngự. Chính giai đoạn hai ngôi sao này hiện diện trên hàng công, MU đã bước vào giai đoạn thành công nhất lịch sử. Vì vậy, thật thi vị với mộng tưởng Ronaldo Jr. và Kai Rooney sẽ sát cánh với nhau trên hàng công Manchester United dưới sự dẫn dắt của Ronaldo hoặc Rooney. Đó sẽ là một minh chứng hùng hồn cho khái niệm di truyền hiện vẫn còn mơ hồ trong bóng đá.